Chào tất cả anh em nhá. Chào những anh em nào thích ăn món thịt chó này. Đấy thì hôm nay là đối với người Lạng Sơn ấy, thì mỗi khi là có dịp nào thì anh em thường tổ chức quay chó gặp mặt nhau, thì hôm nay hiện tại là anh em tổ chức một món chó quay tự quay các bạn đây. Đấy. Đấy thì mấy anh em là người Lạng Sơn là rất khoái cái món thịt chó quay này các bạn nhá. Đấy thì hôm nay anh em quay một con chó. Con này được bao nhiêu cân hả hả ông bạn quay chó kia nhỉ? 12. 12 cân à? 12 cân. 12 cân. Con này là mình chó nhà hay là mua? Chó nhà mà. Chó nhà. Chó nhà sao nữa, thịt nó ơi. Đấy, con này rất là ngon các bạn nhá. Đấy thì hiện tại là con chó này quay được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tầm 2 tiếng nhỉ? 2 tiếng rồi. Chắc con này tầm 2 tiếng là chín rồi. Đấy thì các bạn nhá, thì hiện tại là con chó quay được 2 tiếng rồi. Một lát sau là chuẩn bị chặt, thì anh em sẽ chặt con chó ra làm một bữa liên hoan. Thì sẽ mời các bạn cùng xem là con chó khi chặt ra có ngon không, như nào. Đấy. Thì thật ra là những cái vấn đề lấy màu hay là như này thì nó đơn giản lắm các bạn. Các bạn rất biết rồi, nó chỉ màu là mật ong thôi, không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là tí nữa con chó chặt ra hấp dẫn không, ngon không, gia vị trong như nào. Thì mời các bạn tiếp tục xem nhá. Rồi, con chó này ra lò các bạn nhá. Đây, đã ra lò các bạn nhá. Sau vâng, anh em 2 tiếng. Chục cân. Được không? Chặt đâu, chặt đâu, chặt đâu. Đấy, anh em mỗi khi có dịp liên hoan là thường quay một con chó để tiếp đái những người bạn thân thiết, cả cứng đấy. Chặt đâu, chặt đâu. Đấy, con kia chặt đâu, chặt đâu. Gác đây không chặt, lấy thớt ra cho lên bàn ấy. Rồi, gác đây. Mở cái hiệu nữa. Thì cứ bấm ra như lợn. Bấm như lợn đấy. Vừa rồi nhặt. Vừa đó. Khoanh nó nguội chứ, khoanh nó nguội. Trong trên này có cái đinh thì rút ra rồi. Bấm như lợn đấy. Mở ra hơi phức nhỉ. Em gia vị trong này có cái gì nhiều lắm. Rất là thơm này. Tí nữa. Con nữa, lấy ra đi, lấy ra thớt đi. À lấy gì à, lấy cái đưng đi. Đĩa. Chị kiếm ở đúng, lấy cái về đưng đi. Chín lắm rồi, còn chín lắm rồi. Nó móc rồi đó. Mấy cái đùi chết thôi, quên thì lại đích xuống. Ôi giời. Cao thủ đấy không thua. Làm cái đuôi đi. Mày có con 28 đấy à? 82 à? Cao thủ là chặt là cái trái thôi. Cái siêu rồi. Cái siêu này. Làm cái kia đấy chết luôn. Được. Này được vài đấy. Hơi nóng đi nhỉ. Hơi nóng một tí thôi mà nguội một tí là ăn là ngon đấy. Tay siêu cả. Tay siêu. Chưa được đấy. Con dao hơi kém nhỉ. Kém. Nóng. Thơm thế nhỉ, mình nhận sao tìm đi. Hơi khô nhỉ. Người thường nó cho cả tương nữa. Thì nó mới có nước nhiều. Cái kia tí rắc lên cái. Cái này hôm nay cho tương nhỉ? Đây là bắt bài mới không có tương đâu. Thảo ơi. Lấy thìa lấy cái ốc này. Chó. Không đi đây tí nó nát bét rồi đéo ơi. Chó ngổ phí. Chó cũng ngổ phí thì nói buồn cười. Dái chó.
trong cây rồi cái thằng này cái ngồi đó mình đi dọn được cái sao rồi không phải bán đó. Cái này tí nữa ăn mới ngon rồi này. Mươi năm tuổi mà có 20 năm nghề chặt chó. Con này là hôm nay tầm bao nhiêu cân? 12 cân à? Đến đấy nhỉ? Chắc tầm 12 cân đấy. Cứ tầm này mới ngon. Con phải quay nhỉ con? Không phải đi nhà đâu nữa phải không? Con là chín thì ngon đấy. Con là chín như là chín đẹp rồi. Không đỏ đâu, như là chín này. Đấy. Cái này mình mạnh tay vào. Quan đẹp luôn. To ăn mới sướng. Thế còn bé, à thế còn to. Bé. Bé. Nhiều miếng mà mỗi lần ăn hai miếng ăn miếng to mà. Của bác đấy rồi đi mua. Đó, thử miếng này xem nào. Đang nóng giòn. Thơm ngon lắm. Ngon. Mình không phải là đấy, nhà hàng gì đâu. Bây giờ chặt ra mía rất là thơm ngon các bạn nhá. Thì làm miếng em thế nào nè. Thì ăn bốc mới ngon. Ôi giời. Phải tay không? Hỏi chờ còn thấy tay đâu. Ngon lắm, ăn bốc này. Cái gì ăn bốc cũng ngon. Tí ăn thằng hồn chậm má rồi. Xem miếng nó nào. Em khác lấy đi. Con chắc là lúc chặt này. Thịt chó chặt nào nào thôi. Anh phải mày ở nhà. Nè. Tóc tỏi em phát nào. Đang ăn là mới ngon. Từ bóng về. Chấm à? Hôm nay không ít nước. Này. Quả chân nó làm sao còn bỏ lưỡi này. Em ơi. Ăn này phải quay lúc ăn nhìn nó cứ tâm. Nào. Tranh thủ làm miếng nữa. Đang ngon. Rồi, mặt em đấy. Cứ tập bốc hết ra này ăn ngon này. Anh em ơi, ăn miếng chó bảo tôi nói không sói luôn. Đây đây nói này, xem có biết sủa không? Chưa mà không ăn nhưng mà ăn miếng chó. Ăn đi rồi đấy vậy đấy. Sướng thật. Đúng là sống trên đời là không được ăn miếng chó rồi. Thiệt thòi. Đúng sang chính xác. Không phải ngon, ăn bốc mới ngon. Không được ăn miếng thịt chó trong đời là hơi bị thiệt thòi đấy. Ừ, chị Lam. Ăn đi. Tuyệt vời đấy. Đấy, xẻ ra đĩa. Ai có ai 8 triệu nhiều. Ram này là hợp vô đối nhất. Hợp mà đéo ai bị được. Hai nữa bác. Không, giờ hai người nào không nằm trong danh sách. Quay đây là năm 10 chán rồi. Ta đợt 203 23 24. Chưa. Để bán má cả. Chỉ số 7 thôi. Riêng ăn bì thì ăn được bao nhiêu? 8 mà được 8 rồi. 8 triệu. Riêng là 8 triệu là từ trước đây tổ mình chưa được. 8 được rồi. Thank you.